Các bạn thân mến, thì hôm nay là 15 tháng 11 năm 2021. Thì giả không có thì tôi xách một cái chậu này. Cái này nó dạng cây xanh xanh nhưng mà tép nắng này. Thì nó cũng dạng cái mầm gãy dập lên thôi. Còn đây nó cũng để con kiến nó đỏ đỏ tím này, cồng chỏ thì nó tím này. Thì cái này nó được khoảng hơn 10 cm này. Thì cái này thì hôm nay tôi đưa một chậu thôi, tôi trồng chậu đất đấy, bạn nào sưu tầm thì tách nó ra. Thì cái này là 700.000, bạn nào ưng đấy thì cổ lá nó sạch hết này, nó thắt ngọn rồi. Thì những cái này bạn nào sưu tầm thì nhổ nó ra gửi thôi. Còn hôm nay tôi có cái chậu kiếm này thì lâu lâu trải thì cũng tách nó ra. Kiếm này lá nó lên chưa to lắm nhưng mà tương lai thì cũng khả năng lá cũng to. Đấy thì tôi tách thì cái này lá rất xanh. Thì tôi chả biết vì dòng này dòng kiếm thiên vũ thì nhiều bạn hỏi kiếm thiên vũ, tất nhiên này tôi thỉnh thoảng tôi làm chậu, còn kiếm nó gọi tôi trồng rất nhiều này. Thì tới tôi trồng vào thùng xốp nữa. Thì mình trồng mình chơi, mình nhiều trồng những cái cảnh thôi. Cái này bây giờ tôi tách ra, bạn nào quan tâm thế, cái này là dòng kiếm thiên vũ này, lá nó cũng rất là đẹp. Đây này các bạn nhìn những lá này nó cũng khá là to này. Một số cái lá này là nó dạng như con gì nó ăn mất ấy. Gãy đây này, những cây bắt đầu nó lên này. Thì đấy thì bạn nào quan tâm ấy, còn tôi đưa mấy năm cái hình kiếm nó gọi này. Các bạn thì bây giờ tôi tách ra thì bán một vài tép, như những cái này nó có mầm. Tôi chỉ tách ra mấy cái này, còn trên này kia tôi để hai thân trên chậu này, tôi sẽ dựng cái cây này, tôi buộc nó lên và để ngoài nắng. Cái kiếm này nó phải nắng lắm nên là, còn đây cái thân già thì tôi không không khi, nhưng mà cái thân già nếu bạn nào sưu tầm thì 200.000. Còn đây tôi đưa vào hình một cái này, nó lá nó dài khoảng 40 cm này, hình một này là 250.000. Đây một củ này, còn mầm miếc thì tôi không không để ý, nghĩa là cứ cái này đây nó có một lá nó bị con ấy nó gãy mất đấy. Cây rất đẹp, chưa có sổ hoa các bạn. Còn mấy đứa em với cháu nó bảo đây ngọn lá xinh ghét đây đấy, còn chưa sổ hoa thì ngóng gọi sổ thôi. Tôi cũng để cái này để tôi sổ, tất nhiên là trồng một chậu thôi, mình trồng nhiều khi thôi Covid mình chả lấy, là mình thỉnh thoảng mới bổ một hai chậu mình chia sẻ. Hình một này là kiếm tiên vũ này, thì về lá to này nó lên thì chắc là gọi tiên vũ, chứ còn cái nô hội của đất côi. Hình một này 250.000. Sang hình hai nó có một cái mầm đây này, các bạn thấy chưa, mầm lên rất đẹp, còn bên này chưa biết lên mầm hay không thôi thì tôi chả biết. Hình hai này thì là 350.000, nó có một mầm đây, lá rất đẹp, thấy được hai gai. Đây, các bạn nhìn lá cũng khá đẹp. Thì thấy mấy đứa cháu nó đến mà nó hay chơi kiếm, nó bảo là cây xanh sạch thì tôi cũng chỉ biết thế thôi, tôi cũng chả để ý. Thì bạn nào sưu tầm thì sưu tầm thôi, còn không thì tôi trồng ra mấy chậu để sang năm sổ hoa, nếu hoa đẹp thì mình đặt tên. Giả hạc thì được đặt tên rồi, còn kiếm cũng đấy. Hình hai là 350.000, sang hình bốn là nó một cái mầm này. Lá này nó chưa to đâu nhưng mà trồng lên là nó sẽ to đấy. Cái này bởi vì thực tế tôi cho đây cứ vụn vụn dớn với giếc các thứ linh tinh, mà phân giếc mình cho cũng ít, mức độ 100 kém đấy. Cái này nó có một cái mầm ra đây này, thì cái này là 450.000. Dòng chưa sổ hoa, cái này thì tên nó cũng chả có tên đấy. Các bạn nhìn lá này nó hơi vàng vàng chứ nó không phải xanh hẳn, nhưng mà thấy mấy đứa nó bảo là cái gì xanh sạch gì đấy. Đấy nó cứ nhìn nhìn cái đầu đây là xanh này, nhìn những cái lá non là xanh ghét này. Đấy các bạn nhìn chưa, đấy thì có ba tép này. Còn cái tép này thì tôi không ghi số này, nhưng mà
cá thân già là bạn nào ấy cũng phải 200.000 tôi mới chia sẻ. Ê, bởi vì khi mình mua cái giống bắt đầu là những cái cây này nó cũng Tiên Vũ giá một số cây nó người ta bán không có cao, thì tôi sưu tầm từ năm ngoái hôm nay cũng một số này, tôi cũng trồng. Còn đây có cái cây giả hạt này thì 700.000, xanh sạch tia nắng, vì tôi trồng vào cái chậu gỗ này. Bên này nó còn một con kiến lá tím này, bên trong này hình như có một cái cây con này nó bị hỏng này. Đấy thì đây này, thân của nó tôi quay này các bạn này, cổ lá xanh tưng này, cái này phơi nắng này đấy, nó chắc được khoảng mười mấy cm đấy, đang chuẩn bị thắp ngọn. Thì những cái chậu đất này bạn nào sưu tầm thì nhổ lên thôi. Cái này nó dạng, nó không phải kiến ấy mà nó dạng như là cái mầm gãy dập ấy, mình trồng lên thấy nó xanh xanh thì mình trồng ra thôi chứ. Đấy, lá cũng rất là đẹp này các bạn, lá dày lắm đấy, thân xanh chắc nắng nhưng mà vẫn xanh xinh đẹp đấy. Thì cái này là hình hình 4 là 700.000. Đây sang cái kiếm nô hội của rừng đất côi, hình 1 này 100.000 gồm hai cái rè này. Cái này nó mọc còn quèo quèo, tôi để nguyên này bình thường. Tại vì tôi sưu tầm một số thì tôi trồng vào trồng vào cái thùng xốp ấy, tôi trồng nhiều nhiều như kiểu giả hạt ấy, mình trồng một chơi. Đấy, cái này thì thân nó nhỏ này, cái này lá nó chưa được một gang đâu, nó một dạng kiếm lùn. Đấy hình một là hình số 5 này là 102 cái này. Sang hình số 6 thì tôi nhặt mấy cái đây, nó loại khác nhau đó. Cái này nó được hơn một gang. Đây này, một dè này. Dè này đấy. Dè này lá cũng đẹp này, lá dày nó nhỏ này, nó cũng tầm tầm gần 2 gang. Thì người ta đi cái này bây giờ nó không có dè to mà những cái cây mọc nhỏ nhỏ, cây người ta cũng sưu tầm những cái bụi, từng bụi nhỏ nó khác nhau, không phải một đâu. Đây cái này thì lá nó nhỏ hơn mà nó dài hơn, lá nó vàng hơn tí này. Ba cái này 100.000 là hình số 6. Sang hình số 7 này một cái, cái này thì nó mọc ở trên cái tảng này, nó bóc không phải một cây. Hình số 7 này thì 100.000. Cái này nó dài được 2 gang, như cây này lá nó vàng hơn này. Đây các bạn so này, nó vàng hơn. Thân giá trước ấy này. Hình số 7 này thì cũng 100.000 này, tùy từng bạn sưu tầm này. Nó mọc trong rừng lá nó mốc mốc thách này chả được gì đâu. Hình số 8 cây có quả tôi để 2 giờ thì chỉ 150.000. Đây một giờ này nó mọc còn quèo quèo. Cái này lá của nó được khoảng đây 2 gang. Đấy nó mọc còn quèo quèo, một cái này. Hai cái này có quả này. Quả xanh biếc nó bỏ chét này. Các bạn thấy không? Nó thì mỗi cây mỗi quả, mỗi kiểu cái thân quả nó vàng. Đấy thì tôi buộc đây cho nó khỏi người ta buộc này nhé, tôi buộc thêm cái dây vào đây cho quả nó được gãy. Hình 8 150.000 là hai cái này. Sang hình 9 thì 150.000, cái này lá nó cũng dài, nó khoảng 2 gang, có cái hơn gang. Như cái này cái củ rất đẹp này các bạn này, cái này củ nó rất đẹp. Đây nó đang lên một cái mầm này, cái này có 2 tép, 3 tép, tép này tép nhỏ tí. Đấy thì cái này cái vỏ nó ra đây. Thì người ta lấy về nó như thế này thì mình cũng đưa như thế này thôi. Hình số 9 này 150.000. Đấy thì bạn nào ưng thì siêu tầm thì nhắn tin số điện thoại tôi 0965 895 207. Video này tôi làm đây là kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.